Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với thế giới game mobile. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ cho kênh mình trong thời gian qua và tiếp tục like mạnh cho kênh của mình. Vì trên kênh mình là hoàn toàn miễn phí cho series của các bạn, miễn phí thì các bạn có thể auto lock rui một cách dễ dàng hơn. Rồi bây giờ không dài dòng nữa, mình sẽ vào clip lock rui ngày hôm nay nha. Và trước tiên là mình sẽ xóa đi cái clip cũ, điền vào một cái clip mới. Rồi điền vào clip mới cái gì mình nhấn lộn. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ cho chạy thôi. Cái phiên bản hôm nay đó là một cái phiên bản Discord V3. Đó các bạn có thể thấy nha. Cái một cái menu của nó là khá là chỉnh chu, và chữ thì nó có hơi nhỏ một tí xíu nhưng mà không sao, bởi vì nó theo cảm nhận của mình thì cái menu này nó rất là dễ nhìn, chỉ nó nhỏ nhưng mà nó rất là dễ nhìn. Nó rất đã bật nè. Rồi chúng ta auto come level, auto come như red gì đó. Rồi bây giờ mình sợ thử auto come level trước nè, coi nó như thế nào. Thì cái phiên bản trước của mình đó là cái phiên bản mà cái video vừa rồi đó là auto F mà không phải đó. Thì cái phiên bản này mình sẽ test về auto come level và một số cái tên khác thử coi nó như thế nào ha. Trong cái thời gian chờ đợi mà nó bay về nó phải vào thì chúng ta có thể lướt qua một số chức năng ở trên cái menu này. Và mắt đây nè, kêu thì có tất cả các kêu ở đây mình có sử dụng tới ngay tên là kêu sau unlock server còn ta melee defense melee thì chẳng melee có bị cái gì đây 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 đó, các bạn có thể thấy ở đằng sau kia nha. Đây, đánh đường quái ha. Rồi tiếp tục còn island. Island thì chúng ta select island chúng ta sẽ có bắt đầu thì bản này là còn một tiếng Anh không. Và shop thì các bạn có thể mua những skill. Và phần trái ác quỷ thì cũng có random ác quỷ PvP với chức năng rất là nhiều chức năng các bạn có thể thấy trong hình nhé. FD thì có FD này FDZ là FD rui và trái ác quỷ. Bản này thì mình thấy không có chức năng gì gọi là đặc biệt hết, cũng như những bản trước mình xem. Bây giờ mình sẽ cho Alpha tu và ba mastery thử nha. Bây giờ mình có kêu gì đây? Z, X và C. Z, X, C. V không có. F chắc là cũng chưa có. Rồi bây giờ mình sẽ cho Alpha check. Ồ, sao tôi có mastery? Nó mất kêu rồi. Đây, sao tôi có mastery? Có báo gì ta? Có thể mình sẽ cài đặt lại cái kêu cho được máu 23 đi. Tại vì 25 thì nó đánh chưa kịp xuất kêu thì quá chết hết rồi. Đúng không? Nó quá nhanh. Các bạn về, các bạn nghiên cứu lại nha. Nghiên cứu lại về cái phần mắt đây nha. Bỏ qua auto farm này, còn auto farm nghiên lực này coi. Có gì? Nó cũng đánh quái bình thường thôi. Bản này có chết không? Chứ mình xem bản này có auto chết không? Farm chết nè. Hai lần nè. Farm chết. Có tao farm chết nha. Auto chết. Mình thử ra nha các bạn. Rồi. Nó mất rồi. Chết. Auto không chết ở đây mình thấy nhận tiền rất là nhanh luôn, nhận tiền tốc độ nha. Lần trương tốc độ, nhưng có văn hay không, để xem. Mời các bạn cùng đón xem cùng mình ha. Và cái phiên bản này nó, cái phần auto không chết nó có viết như là ở cái phiên bản trước hay không. Lần trương liên tục tốc độ nhanh hơn so với cái phiên bản trước. So với cái video trước mình đăng thì ở đây nó lần trương nhanh hơn. Tốc độ rất nhanh. Thì các bạn có thể thấy là nó tăng vào luôn ha. Nãy giờ chưa thấy văng luôn nha các bạn. Chưa hề thấy văng nha. Nó đứng, nó không chết nữa. Nó đứng rồi các bạn. Nó không văng nhưng mà nó đứng ở một chỗ, có thể là server nó đã hết rương rồi. Nó vẫn tốc biến nhưng mà không có làm rương, không có rương gì lắm. Mà được cái là nó không văng. Nó không văng thì có thể là một lát rương xuất hiện thì
một thể các bạn sẽ làm được riêng tốt. Các bạn có thể kêu xin xin luôn. Rồi, thì các bạn thấy video hữu ích thì hãy cho mình một like ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều.